cho các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Hòa mới đàn một cái đoạn của bài Diễm Tình Ca. Cái bài này hay đàn ở trong đám cưới đó. Thì cái đàn này đàn trong đám cưới mà trong nhà thờ đúng không? Thì hôm nay Hoàng mới làm review cho các bạn. Cây này thì nó không có mới, cây này đã rất là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ Hoàng mới làm và mới chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm khi mà mình mua những cái cây đàn để sử dụng trong nhà thờ. Sẵn tiện đây Hoàng giới thiệu cho các bạn hai cây này. Đây là cây ILS01 và ILS01C. Đó, trước khi đi vào cái đề tài này, Hoàng gọi là đề tài vì nó bự quá, thì Hoàng sẽ mục đích của Hoàng muốn giới thiệu cho các bạn hai cây này để các bạn lựa chọn cho những cái năm khoảng năm 2022-2023 trở đi, bởi vì trước đó là Hoàng thường khuyên các bạn mua cây IL90 hoặc IL900 để cho nhà thờ, hoặc IL87 cho nhà thờ. Tuy nhiên IL90 á, là sản xuất năm 91 này, 91, 92, 93, 94, 95. 95 họ ra cây IL87, 95, 96, 97, 98. 98 họ ra cây IL900. Xong rồi năm 2000 900M, năm 2002 là 900B. Đó, và sau đó là 2004 thì họ mới ra lại ILS01 và 01C. Và mới nhất đến bây giờ luôn là 2015 đến bây giờ này, cả 7 năm, 8 năm rồi, họ ra là 02 và 02C. Ha, vậy coi như trước cái 02 là 01. Đó, coi như 01. Đây, 01 là trước mặt. Đó. Vậy tại sao Hoàng bảo là chọn cái này thay vì chọn những cây kia quá cũ, hoặc là chọn cái 02 luôn? Vì 02 nó rất là đắt tiền. Rồi, bây giờ Hoàng mới nói Eleton là gì? Eleton là một cái tên của cái đàn 3 tầng. Đó, Eleton là có tầng cho tay phải, tay trái và tầng bass cho chân, cộng với lại cái pedal để tăng giảm cái âm lượng, to nhỏ cái âm lượng. Đó là cây Eleton. Vậy cái Eleton của hãng nào? Hãng Yamaha. Hãng Yamaha sinh cây này ra và đặt tên cây này là cây Eleton. À, họ gọi là như vậy. Cây tại sao mình lại chọn cây này cho nhà thờ, và cây này có phải là sinh ra cho cái mục đích của nhà thờ không? Xin thưa các bạn, không phải. Cây đàn Eleton họ sinh ra để mà cho những cái người đánh biểu diễn như nhà pop, rock, jazz hay bất kỳ cái gì đó, họ phối nhạc trên cái cây này, họ mở đĩa lên và họ đánh theo giống như là một ban nhạc gom thành một cây đàn. Một cây đàn này có thể biểu diễn giống một ban nhạc, gọi là one man band. Đó. Thế tại sao mình không mua cái cây organ mà họ chuyên sản xuất cho nhà thờ? Xin thưa các bạn, một cây đó thôi vài trăm triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, và còn có thể nhiều hơn nữa tùy vào cái kích thước của cây đàn. Thì bây giờ Hoàng cứ quy về vài trăm triệu hay là 1 tỷ một cây đi. Nếu mà có 10 nhà thờ thì mất hết khoảng 10 tỷ. Thì thật sự là nó quá cái số tiền. Đúng không? Vì thế. Vậy thì bây giờ mình mua cái
cây Enetone này được không? Được, hay quá. Cái cây này nó sinh ra trong mục đích biểu diễn, tuy nhiên nó có phần bát chân này, phần hai tầng này này, và cái phần tiếng organ rất là hay, cho nên cái cây này có thể thay thế cho cái cây chuyên biệt cho nhà thờ kia đó. Mình biết là nó sẽ không bằng cái cây chuyên biệt đó đâu, nhưng mà như vậy là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ bây giờ mình đi mua cây piano để mình đàn trong nhà thờ thì thấy là không hợp lý lắm, bởi vì trong nhà thờ thường dùng cái tiếng organ đúng không các bạn? Nếu mà mình đánh guitar hay cây organ thấy là nó không đủ sức nha. Cái organ á, cây những cái cây mà đánh đám cưới hay gì đó bỏ rồi thì có vẻ nó hơi mỏng và không đủ, và quan trọng là nó không có cái bát chân, thành ra mình không có chia ra để mình đánh được, để mình cân được nguyên cái ca đoàn đâu đó. Rồi vậy thì mình chọn cái Elatone. Nếu mình chọn cái Elatone mới tinh là IS02C mà mình mua đập thùng á, nó có giá loanh quanh là 250 triệu đồng thì nó cũng rất là nhiều. Nếu mình mua cây cũ của 02C thì nó từ 80 đến 100 triệu một cây đó. Thì nếu nhà thờ nào bỏ tiền ra mua cái đó cũng ok. Tuy nhiên dưới cái giá đó khoảng độ 30 đến 40 triệu có không? Các bạn mua 01C cho Hoàng, 01 trơn là có khoảng 22 triệu, 01C này thì nó khoảng 30, hơn 30 tí là cái cây này ha các bạn ha. Hơi dài tí, các bạn chịu khó theo dõi nha. Hồi xưa Hoàng thường khuyên các bạn mua cây IL90 đi, bởi vì thật ra lúc đó IL90 Hoàng chỉ bán có 12 triệu thôi. IL900 thì mười mấy, gần 20 triệu, nhưng mà Hoàng không có khuyên mua 900, bởi vì cái cây đó nó hay hỏng vặt lắm. Hoàng khuyên các bạn mua cây 90 hoặc cây 87. Bởi vì tại sao không phải mua cái cây khác mà lại mua cây đó? Bởi vì cái công suất của nó rất là lớn, loa của nó là tới 200 đến 210W nha các bạn. Hoàng có hay khuyên các bạn mua cái 90, nhưng mà từ đó đến nay là bây giờ nó cũng khoảng độ 30 tuổi thì Hoàng nghĩ là thôi, cái đó để mình mua mình tập ở trong dòng hay là ở nhà thôi. Còn nếu mà mình mua bây giờ thời điểm này nè thì mình nên mua những cái cây này cho nó mới hơn các bạn. Mua cái 02 thì nó đắt quá, thì bây giờ mua 01 là được rồi. 01 với 02 thật ra là chỉ phiên bản nâng cấp thôi, còn đàn trong nhà thờ cảm giác như là nó như nhau, không có khác biệt gì đâu các bạn. Thành ra 01 là được rồi đó. Vậy thì cái năm sản xuất của 01 là 2004 trở đi, đến 2015 họ mới bắt đầu họ ra cái 02, và từ 2015 đến bây giờ cũng chưa có cái nào mới hơn cái 02, và hiện tại vẫn còn bán mới là 02 với giá 250 triệu nha các bạn. Cái cây EOS 01 là có 100W thôi các bạn. 01C là 140W. Vậy nếu mà so với những cây như là 987 và 90, những cây đó khoảng độ 200 đến 216W, thì những cái cây này coi như là lép vế cho cái đó đúng không? Thành ra là có nhiều người ta nghĩ rằng những cây đó hay hơn cây này, thì Hòa mới biện luận không có, người ta sinh ra những cái đời mới nó hay hơn cái đời cũ nha các bạn. Nhưng mà họ còn phải bán loa nữa chứ. Tới lúc hồi xưa họ không bán hệ thống âm thanh, sau đó họ bán hệ thống âm thanh, họ phải tách ra chứ. Họ phải hạ cái này nhỏ xuống để họ còn phải bán cái dàn loa của họ chứ. Thành ra để khắc phục cái điểm đó là công suất nhỏ thì đơn giản thôi, cái này cắm ra dàn âm thanh lớn của nhà thờ là xong, là giải quyết được. Vậy thì lúc đó những cây này tiếng đánh rất rất là đã. Hoàng chỉ nói câu là rất là đã, rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ Hoàng đã nói xong về tại sao lại lựa chọn cái cây này rồi ha. Rồi bây giờ Hoàng bắt đầu Hoàng sẽ đi vào giới thiệu một vài cái, rồi Hoàng đàn một vài bản cho các bạn nghe thử nhé. Đây là 01C và 01 trơn. Thì các bạn coi nè, nó đều nhìn nó y chang nhau đó. Nhưng mà cái này nè, nó sẽ thiếu một vài chức năng so với cây C. Thế thôi. Tay đó, hai tay. Chân có pedal. Có pedal to nhỏ. Rồi, xuống thấp xuống luôn. Rồi, cái này cũng vậy, tay chân có pedal này, pedal này. Này đà là đánh bằng chân nha. Rồi pedal to nhỏ cộng với một cái pedal này nữa, nhưng mà cái pedal này khi mà biểu diễn nhạc pop nhạc gì mới xài, chắc trong nhà thờ không cần, ngay cả cái này cũng vậy cũng không cần đâu các bạn đó. Ngay cả ở đây cái ổ đĩa này thôi giờ cũng không cần đâu, không quan trọng đâu. Rồi bây giờ mình mới quay lên thì các bạn xem phần phím của nó rất là nhiều, và chính giữa thì ta có màn hình, và màn hình này cảm ứng nha. Đó, khi Hoàng chạm vô
Thấy chưa, chạm vô nó thay đổi đúng chưa, chạm vô nó thay đổi. Hoặc là mình di chuyển cái này khi mà mình phải chỉnh chỉnh tempo chẳng hạn. Ví dụ Hằng muốn chỉnh tempo tốc độ đâu, tempo tempo thì vặn chỗ này đấy, vặn chỗ này thôi. Nói chung là đây là cái bánh xe để mình chuyển đó, rồi còn cái này là volume đó. Rồi bây giờ mới chiếu vô. Nếu mà chỉnh tiếng cho từng train thì sao? Thì cái phần upper đó, upper thì ta có phần upper voice 1 này, upper voice 2 nè. Đó, hai cái tiếng này mình có thể trộn chung lại hoặc là tách rời ra. Đây, cái phần volume này, cái cột này của volume này, volume đo nhỏ không, khi mình chỉnh xuống thì nó tắt. Đánh không kêu nữa. Thì bây giờ bắt đầu nó to lên thì đánh kêu nè, bây giờ. Không. Rồi bây giờ vậy thì mình chỉnh cái tiếng bên này, tiếng percussion này đi. Là mình chỉnh to nè. Rồi mình tắt nhỏ đi. Đó, thấy chưa? Vậy thì nếu mà mình mở luôn cả hai cái thì sao? Nha. Đó. Cũng như vậy mình chiếu qua bên này. Bên này thì nó có phần list voice 1, phần list voice 2 cũng kẹp chung, nhưng cái list voice nó chỉ kêu cái top note thì nó trên cùng. Thôi cái này không quan trọng, hoàng hoàng chỉ sao. Rồi cái phần chỉnh tiếng của tay trái nó cũng y như vậy. Cũng y như vậy, dành cho tay trái là cái phần lower ha, up là cao, low là thấp. Rồi tiếp theo chỉnh cho cái phần chân. Đó là cái phần bass bên này nè. Bass thì có là pedal voice 1, pedal voice 2. Rồi các bạn chọn, nó rất là nhiều tiếng. Ok, chắc sẽ phải có những cái clip riêng để nói, bởi vì nó quá nhiều chức năng đi. Rồi sau khi các bạn chọn, rồi các bạn lưu, là nhấn chữ M này, lưu vào một trong số 16 cái nút này. Đó, có rất là nhiều nút để cho các bạn lưu nha. Lưu vô, xong rồi các bạn gọi ra. Đó, mỗi lần lưu vô các bạn gọi ra là nó thay đổi tiếng. Đó. Ok. Mình và thử đàn cây này nha. Cây đây là cây S01C nha các bạn. Đó, bây giờ mình chọn tiếng. Thì mình chọn cái tiếng organ này. Đó. Thì cái cây này là tùy ý các bạn chọn nha. Mình bây giờ hoàn chọn cái tay phải là organ. Tay trái cũng organ. Bây giờ tay trái thì ấm ấm thôi, tay phải nó sung sung đi. Cái phần bass electric bass cũng được, hoặc là mình chọn cái bass cho nhà thờ cũng được nha. Bass cho nhà thờ thì nó nằm trong cái phần này, phần bass cho nhà thờ phần 5. Đây, bass cho nhà thờ đây. Bây giờ Hoàng đàn thử cái bài Chúng Con Về Đây nha. Cái tay trái có vẻ nó hơi lép, thì bây giờ mình sẽ to to lên xíu, cho nó to to lên xíu. Đó, to lên chút xíu. Giờ nó coi cho thêm tiếng piano cho nó coi. Lại nha. Rồi bây giờ nếu mà tay phải mình muốn thay cái tiếng khác cũng được, thử coi. Rồi bây giờ nè, cái phần organ bridge này nè, nó lại còn tăng thêm. Cái này không đã thành một tiếng rồi nha các bạn, chứ không phải là trộn vô đâu. Hoàng cắt hết mấy cái này đi. Đó, không, quá trời nút nè, kéo xuống nè. Rồi mình hiệu chỉnh được nha, giờ ông đó. Đó, bỏ tiếng kim đi nè. Đó.
Rồi những cái tiếng nhanh thì mình làm vậy, những cái tiếng mà khi những cái bài nào mà nó rè rè chậm chậm nhưng giống như bài Xin cho con biết lắng nghe đây thì mình có thể phối lại đi. Tắt cái này ha. Đó, rồi, bây giờ mình cho cái tiếng pet này. Rồi cho nó thêm cái tiếng flute vô chẳng hạn. Đây. Đi. Hay rồi thì. Ô, cái tiếng này nó dày quá. Rồi. Bây giờ mình quan trọng ha, quan trọng là các bạn phối. Phối như vậy là một chuyện, khi mình đánh một mình nó là một chuyện, còn khi mình đánh cho ca đoàn, tức là mình sẽ phối giữa cái đàn và giọng hát của người, thì lúc đó mình sẽ chọn cái tiếng làm sao. Cứ khi nào mà mình cần công á, công tức là công phá đó, thì mình chọn cái tiếng nó dày dày, nó cứng cứng lên. Còn khi nào mình chọn đệm á, thì mình mềm mỏng lại. Cái phần bass nó đầy đặn, và cái phần giữa phần trung này để mình đẩy cái giọng hát của người ta lên, chứ đừng có đánh cái phần cao nhiều quá thì nó bị trùng với cái giọng hát của người ta. Cái đó là cái nguyên tắc chung thôi các bạn ha. Giọng hát ấy, thì cho họ nó nằm ở bên trên, mình cái phần lót ở dưới và cái phần bass ha các bạn ha. Đây là giọng hát này, đây là cái tiếng đàn mà cái phần giữa phần trung và cái phần bass đó, thì các bạn cứ cân chỉnh tùy theo cái ý và tùy theo cái không gian nhà thờ. Nhiều khi cái không gian nhà thờ đó thì mình chọn tiếng đó, nhưng không gian nhà thờ khác thì mình lại phải bổ sung hoặc gia giảm gia tăng cho nó phù hợp. Hôm nay Hoàng đã giới thiệu cho các bạn được cái 01 và 01C. Thì thôi, đến cuối clip rồi Hoàng mà muốn nói cho các bạn, nếu mua cho nhà thờ thì chọn cây này, nếu mua để mà tập gia đình thì có tiền mua cây này, còn không có tiền thì mua cái cây không một trơn cũng đủ rồi các bạn ha, cũng đủ rồi đó. Thật sự đây là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người hồi đó, bởi vì đụng vô cái cây này đó, hồi đó cứ 250 triệu, hồi đó kêu là 10.000 đô, 10.000 đô đến 12.000 đô, ôi tiền đâu mà mua. Hồi đó còn sinh viên thấy cái này, hồi đó Hoàng đã là giáo viên rồi, năm 2004 để tư ra cái này nè, Hoàng đã là giáo viên dạy ở cái trường Yamaha rồi, thì Hoàng đã thấy cái này rồi, và ô cây này nó ra một cái gì đó nó rất là to lớn vĩ đại, nhiều tiền. Hoàng không bao giờ mà nghĩ rằng mình sẽ có cây này. Bây giờ khoảng mười mấy gần 20 năm sau Hoàng mới có. Rồi Hoàng cũng muốn các bạn có. Ok, nếu mà các bạn có nhã ý muốn mua cây này thì liên hệ với bên Hoàng để bên Hoàng cung cấp cho những các bạn những cái sản phẩm đã qua lựa chọn rồi ha. Rồi Hoàng cảm ơn các bạn. Nếu các bạn hứng thú thì các bạn nhấn like giúp mình nha. Rồi cảm ơn các bạn.